Wow, lạnh lắm các bạn ạ. Trời Yến đang rất là lạnh, không biết là trời các bạn như thế nào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Yến ạ. Các bạn ơi, hôm nay Yến sẽ chia sẻ với các bạn cái cách làm thế nào để các bạn chọn được cái thời gian đăng video hoặc là công chiếu video có nhiều người xem nhất. Thì như các bạn đã biết là khi chúng ta đăng một cái video hay là công chiếu mà có nhiều người xem ấy, thì YouTube nó sẽ dễ đề xuất cái video của mình hơn, đúng không? Đó, và cái cách làm nó như thế nào thì bây giờ các bạn hãy cùng theo dõi cái video ngày hôm nay của Yến nhé. Để biết được cái thời gian nào mà khán giả hay xem video của mình nhất ấy, thì các bạn hãy làm như sau. Các bạn hãy mở cái ứng dụng Google Chrome ra. Mở Chrome ra. Đó, khi mở ứng dụng Chrome ra nó sẽ có cái giao diện như thế này. Bây giờ các bạn sẽ bấm vào dấu 3 chấm trên góc bên phải màn hình. Mình sẽ chuyển điện thoại của mình về dạng máy tính để bàn. Đó, ở đây các bạn trang web cho máy tính các bạn tích về vào đây. Rồi tiếp theo các bạn bấm vào mũi tên trên góc bên trái màn hình. Ở đây các bạn bấm vào cái ứng dụng YouTube. Rồi khi mở ra ở đây thì bây giờ các bạn sẽ bấm vào cái ảnh đại diện kênh này. Tiếp theo các bạn sẽ bấm vào cái chỗ YouTube Studio. Rồi ở đây các bạn Yến sẽ phóng to lên cho các bạn dễ nhìn nhé. Ở đây các bạn sẽ bấm vào cái chỗ phân tích. Ở đây này, phân tích về kênh của mình ấy. Ở đây các bạn bấm vào ở đây. Số liệu phân tích, các bạn bấm vào chỗ số liệu phân tích về kênh của mình. Rồi ở đây cái khi ra cái bảng số liệu phân tích, các bạn sẽ thấy trên cái thanh công cụ này này. Ở đây về số liệu phân tích kênh, ở đây các bạn sẽ thấy thứ nhất là tổng quan cái thanh công cụ này này, phạm vi tiếp cận này, tiếp theo nữa là mức độ tương tác này, đối tượng người xem ở đây. Đó. Ở đây các bạn sẽ bấm vào chỗ đối tượng người xem này. Đó, nó sẽ ra cho các bạn ở đây thời điểm khán giả xem YouTube. Đây là cái thời điểm mà khán giả xem cái video trên kênh của các bạn. Nó được thống kê trong 28 ngày qua ở đây. Đó, thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7 và chủ nhật ở đây. Và ở đây phía dưới cái bảng màu dưới này này. Cái bảng màu dưới này là các bạn sẽ để ý là cái màu nào nó màu tím đậm ấy. Tím đậm tức là khán giả xem video của các bạn cái thời gian đó là nhiều nhất. Đó, cái màu tím nhạt thì ít hơn. Đó, và cái màu nhạt hơn nữa thì là khán giả không xem cái video của các bạn cái thời điểm này. Đó, thì ở đây, ở đây các bạn sẽ thấy là Yến sẽ phân tích như thế này. Các bạn để ý trên kênh của các bạn ấy. Ở đây thì Yến làm ở trên kênh của Yến. Còn kênh của các bạn cũng để ý như thế. Các bạn sẽ xem là cái video của thời điểm mà khán giả xem video của các bạn nhiều ấy. Ở đây cái phía ngoài cùng này là cái thời gian này. Cái thời gian. Ở đây là cái thời gian từ 0 giờ này. Đây là 6 giờ sáng, 12 giờ trưa và 6 giờ chiều. Ở từ 6 giờ chiều về khuya, về tối ấy. Thì ở đây cái màu tím đậm ở cái kênh của Yến ấy. Kênh của Yến thì từ 6 giờ chiều, ở đây 6 giờ chiều thì trở đi thì người xem sẽ nhiều hơn. Đó, thì nếu mà mình chọn cái thời gian đăng vào cái khoảng thời gian này, 6 giờ chiều về buổi tối thì thời gian này người xem sẽ đông hơn. Và mình chọn cái thời gian này đăng video hoặc là công chiếu thì người xem sẽ vào xem được nhiều hơn, có thời gian rảnh rỗi hơn. Còn ở đây thứ hai này, ở phía từ buổi sáng trước 6 giờ sáng hoặc là 6 giờ sáng đến 12 giờ thì sẽ không có ai xem vì cái thời gian này là mọi người đang bận bịu công việc nữa. Đó, công việc nên là người ta ít xem hơn, ít vào YouTube hơn. Ở đây các bạn sẽ thấy cái màu nó nhạt. Từ thứ hai đến chủ nhật cái vào buổi sáng ấy thì đều là cái màu nó nhạt hơn thì là ít, không có người xem này. Đó, nếu mình đăng video vào cái thời gian này thì không có người xem. Đó, hoặc là từ 6 giờ đến 12 giờ thì người xem rất là ít. Ở đây chỉ có ngày chủ nhật. Ở đây ngày chủ nhật thì ở trên kênh Yến thì người xem sẽ đông hơn. Đó, ngày chủ nhật thì người ta sẽ rảnh rỗi, sẽ xem, có thời gian xem hơn. Tức là mình sẽ đăng vào, ví dụ là ở đây 12 giờ thì Yến có thể là đăng vào lúc 11 giờ ngày chủ nhật thì sẽ có nhiều người xem hơn này.
Đó, còn những cái ngày này thứ vào thứ hai thì người ta cũng bận hơn nên là người xem ít hơn. Đó, thứ ba cũng ít. Thứ tư, thứ năm đó thì cái khoảng thời gian này ít hơn, chỉ có ngày thứ bảy và chủ nhật. Thì vào lúc 11, đăng vào lúc video vào lúc 11 giờ hoặc 12 giờ thì người xem sẽ đông hơn. Ở đây của Yến thì ngày chủ nhật là người xem đông nhất. Đó, còn hoặc là buổi chiều thì lúc 6 giờ chiều là cái tầm tan ca tan giờ làm thì nhiều người sẽ mở YouTube ra, nhiều người sẽ xem và người ta sẽ xem video nhiều hơn. Đó, thì đăng vào cái lúc tầm 6 giờ chiều trở về đến khoảng 9 10 giờ đêm ấy thì người xem sẽ nhiều hơn ở đây này, cái màu màu tím đậm ở đây. Trên kênh của các bạn cũng mở cái bảng số liệu phân tích này ra và tìm cái thời điểm khán giả xem YouTube trên kênh của các bạn. Vào cái thời điểm nào mà khán giả xem nhiều, cái màu tím đậm này ấy xuất hiện nhiều thì các bạn hãy chọn cái thời điểm đó để các bạn đăng video. Đó, thì đây là cái số liệu phân tích trong 28 ngày qua đó. Trong 28 ngày qua các bạn, một tháng người ta sẽ thống kê như thế này và các bạn nhìn vào đây để các bạn dự đoán xem là cái kênh của mình, cái video của mình thì thời gian nào là khán giả xem nhiều nhất, để các bạn đăng video hoặc là công chiếu video trên cái thời gian đó thì sẽ có nhiều người xem hơn và YouTube sẽ dễ đề xuất cái video của các bạn hơn. Đó, rồi cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay của Yến. Nếu các bạn thấy cái video này hay, hữu ích thì hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ Yến ra nhiều video tiếp theo nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau ạ.